rất đẹp luôn. Ngay mã 30 cho Phan Thảo nè. Mã 30 trong mấy còn mã 30 trong mấy còn cái nha mấy chị, trong mấy cái tỏ may nè. Cái mã 30 nha, cái mã 30 30 là quần cùi nha. Cái mã 30 rồi, cái quần đen cậu 425.000 luôn. Mã 30 quần đen size 29, quần đen 29 nha, 29 đen. Mã 30 cho chị mua nè, 29 đen. Chị Phạm đi xe không được, chị Thói ra vô lại giùm em nha. Chị ơi, bữa nay mạng đó.
con ba nhà chị bà Miên á. 245 ngàn cũng được. Sáng chữ, cái sáng chữ cho em, cái sáng này nam nữ được nha, nam của mình là 65-60 ký, còn nữ 80 ký. Sáng chữ chị Thúy Lê nè, 65-60 ký, cái mà áo xám, cái mà áo xám luôn. Sáng chữ của mình thì trời, phải không, đưa em đi chút có thử. Mà áo xám gì á? Thôi xong sáng chữ. Tao hận mày quá. Quá trời quá ta. Chị Phạm Lê, chị thấy em không? Chị chấm cho em đi chị ơi. Phạm Lê, chị nhỏ lắm không? Cái này mới 653 ký thôi, ghi mã áo xám, áo xám cho chị. Trắng nhỏ, phục trinh lam nè, trắng nhỏ, trắng nhỏ, ghi mã trắng nhỏ, đọc cái xe chen luôn. Ủa trắng nhỏ nha, mã trắng nhỏ, trắng nhỏ. Ta là phương trinh á, ở phương trinh mà trắng nhỏ, chị đọc phương trinh cho nó lẹ. Ờ, đọc trinh lam ai nghe tin lạ lùng nè. Trắng cái nhỏ, cái trắng chữ còn này. Trắng chữ còn quá rồi, trắng chữ cho bỏ hay nha. Trắng nhỏ chị Ly Ly nè, trắng nhỏ em còn nha. Trắng có nè. Chị Ly có số. Trắng nào, cô nữ. Trắng nhỏ em còn nè. Mấy 655 ký, ghi mã số 3 dùm em. Mấy 655 ký, mã số 2 cái trắng chữ nha. Ghi mã số 3. Em còn cái trắng nhỏ nè. Trời ơi, đẹp quá. Em còn cái trắng nhỏ. Sọc đẹp cực kỳ luôn. Nè, ba, thử được ba, ba mà đi đang thời nè. 30-35 ký, ghi mã sọc giùm em. 30-35 ký. Chị Thúy Lê nha, ghi mã sọc cho em. Còn 30-35 ký thôi. Cái một cái trắng nhỏ nha, ghi mã sọc. Ghi mã sọc luôn. Cái gì vậy? Một câu chuyện ở trong đây, mình có một câu chuyện hẳn ở trong đây. Nam nữ được hết nha. Cái này 40-45 ký. 40-45 ký. Trời ơi, má ơi. Sọc cho chị Nguyễn Hoàng Mẫn Nhi nè. Ghi mã 40, ghi mã 40. Mã 40. Ủa chị Phạm Thiên Công được hả? Buồn quá vợ. Thôi là vô lại giùm em đi, được không chị? Hoài mày. Để chị thấy vô lại, thấy giờ mở tình. Dạ, tao biết. Ghi mã 40. Cái mảnh tắt buồn quá lại. Mã 40 trên đầm, dán đầm. Sám của mình nữ 60 ký, nam là 65 ký nha. Ghi áo xám lại. Ghi mã áo xám nè, ghi mã áo xám. Nó bụng. Đấy trời, còn có cái máy nữa. Nó bụng thì ăn cơm thì chị. Ghi mã xám. Này khác cái nào khác là sao không vậy, giống nhau nè. Còn mấy lên cùng xa áo xám mà. Ông này 55 chứ lại. Áo xám cho Lê Thắm. Xám 55 ký, ghi xám 55 cho mẹ. Ghi mã xám 55. Xám 55. Em còn cái trắng nhỏ cho mấy chị nha. Xám 55 luôn nè, xám 55. Xám 55 cho em nha. Có ba màu nè. Có biết ba gì? Ba màu nãy chị nào chị chốt được có nữa nè. Ba màu luôn. Ba màu 55 ký mấy chị, ghi mã 3 lại nha. 855 ghi mã 3 luôn. Sám mất điện thoại mày. Ồ. Ê, hai thầy sinh mày mất điện thoại đúng không? 855 ghi mã số 3 cho em. 855 cho baby lên nè. Trời ơi. Thì nó thiệt chứ mất điện thoại là nó không phải là. Không phải là mất điện thoại tiếng mà nó có rất là nhiều thứ trong điện thoại bị mất đi. Mã 3 luôn. Mã 3 bánh pizza, trời ơi, nó bụng lắm. Rớt. Mã 3. Áo rớt cái gì? Áo 3 màu nha mấy chị. Áo rớt 55 chứ lại 3 vừa. Ghi mã giùm em là mã số 2. Mã số 2. Mã số 2 luôn, mã 3, mã số 2 luôn. Pizza mấy chị. Mã số 3 nè. Đặt nhận được. Rồi áo này áo bé à, pizza. Gì pizza? Không biết rồi mà. Đó bụng nữa hả chị? Ba màu cho Ngọc Lê nè. Cái này là của bé trai nha, giá nó không được đâu. Mẹ số 365 mà mình muốn 55 ngàn thôi chị. Áo bé trai nha, cái này bé của mình là cỡ có 2 cho Nguyễn Trúc Diệp. 25-30 ký. 25-30 ký, nếu mà bé thấp thì mình lên like giùm em nha. Ghi mã em áo xanh. Dạ đúng rồi đó chị. Hoa Thị Xuân buồn lắm rồi. Kiểu hết. Cái mã áo xanh cho em. Buồn tình lắm. Rồi cái mã áo xanh được hết. Cái này là theo chị, cái logo chỗ này theo nè. Trai gái được hết. Ghi mã áo xanh cho em. 25-30 ký, 32 ký. Áo xanh cho Phạm Hà. Cái này ghi mã xanh sọc. Xanh sọc luôn. Buồn thình, phải buồn mấy ngày luôn. Xanh sọc. Áo kiểu nữ. Cái size là có tăng đơn. Cái size có tăng đơn vậy luôn á. Xanh sọc. Kèo mèo nè. Cái này là cái logo theo trực tiếp luôn. Phía sau của cái này là nó sẽ có thun nha. Xanh sọc cho em luôn, xanh sọc nè. Cái này nữ Hiền Nguyễn. Nữ mới 653 ký thôi mấy chị. Nữ mới 653 ký, ghi mã giùm em là áo kiểu. Ghi mã áo kiểu luôn, mã áo kiểu. Mã áo kiểu. Mã áo kiểu cho chị nha, mã áo kiểu.
cái tay áo kiểu phía sau nó có tăng đơn mà da giảm được nè, kiểu giống không bèo bèo trước. Áo kiểu cho em, áo kiểu. Áo này nhỏ nha, còn mà áo này nó có thun nữa nè. Áo kiểu nè, size M với chị, ghi mã là M, là M trắng nha, M trắng. Mà áo kiểu với là M trắng luôn. Ở phía trước nó có dung thun cho nên sẽ giãn cái ngực ra nữa. Áo kiểu với là M trắng luôn. Có L trắng luôn nè, cái này L nè. Cái này size L. M trắng cho chị Trang Luân Diệp nè. Có L luôn nha, có L luôn nha. Áo này nè. Áo này này của L luôn nha, trắng L luôn. Áo này này của bé gái nha mấy chị, của bé gái nha. Đây bé gái của mình là 35 kg, 38 kg ống cao. Là nếu mà Trang Thùy, bé mà cao mà có cái keo nhỏ thì 40 kg mặc được luôn. Này ghi mã đen giùm em, mã đen. Mã đen. Còn mã đen. Của con gái nha. Mã đen. Mã đen cho em lấy hàng mã đen. Rồi đen này nhỏ nha, 20-25 kg ghi mã đen nhỏ. 20-25 kg. Mã đen. Mã đen với là đen nhỏ luôn nha. Đen với là đen nhỏ nè. Này đen. Đen 3 cái nha. Đen có 3 cái nha mấy chị nha. Quần. Đen với là đen nhỏ luôn nè. Tiếp tục quần. Đen nhỏ chị Ngọc Thơ, em còn mã đen nha. Em còn mã đen nè. Em còn mã đen nha. Mã đen cho mấy chị nha. Mã đen cho Hải Trần nè. Cửa chốt nha cho mấy chị nha. Chân này mẹ shop 388 ngàn của mấy chị. Quần lỡ của nữ mình nha. Em còn cái logo nè. Quần này size 28, ghi mã quần 28 cho mẹ nha. Đen với Ngọc Trâm nè. Em còn size 388 luôn nè. Mình mua có 55. Ghi mã cho em quần 28 nha. Quần sọc, quần 28. Sọc màu đen. Cái này là chỉ cho mấy chị. Quần 28. Tao nè, tao còn ghi mã quần 28. Đen 27, đen 27. Quần 28 chị Phạm Hà, đen 27 luôn. Đen 27. Mà cái caro là biết sao mắc không mấy chị Phạm. Đang 400 mấy. Cái này như 300 mấy. Có 300 mấy mà được hả? Đen 27, đen 27 luôn. Caro 26. Caro 26. Đen 27, caro 26. Đen 27, caro 26 cho mấy chị nha. Quần sọc. Ở phía sau có điểm nhấn là nó theo trực tiếp luôn mấy chị nè. Đen 27, caro 26. Đen 26 theo. 26 theo. 26 theo. Đen 27 cho Bích Duyên nè. Caro 26. 26. Caro 26 cho chị Ly Ly nè. Caro 27 có nè. Em có caro 27 luôn nha. Cái mẫu quần thiêu đẹp lắm nha mấy chị nha. Bích Duyên kèm số cho em. Bích Duyên kèm số, Bích Duyên kèm số. Ủa này 26 theo luôn, em có 26 theo. Em có caro 27 30, 30 xanh đen. 30 xanh đen. 30 xanh đen. 26 theo, caro 27. 30 xanh đen. 30 xanh đen chứ. 26 theo rồi. 26 thì em còn nha mấy chị nha. 30 xanh đen nè. Caro 27 cho chị Phạm Thùy nè. 30 xanh đen cho Ngọc Thơ nè. Bích Duyên có số cho Ngọc Thơ nè. Bích Duyên có số nè. Quần sọc mã số 385 luôn mấy chị. Sọc này của mình size 26 nha. Em còn cái 26 thêm tập nha. Diễn tập diễn rí luôn. Ghi 26 sọc. 26 sọc. 26 sọc. Em còn cái 26 thêm luôn nha. Màu trắng kem. Quần 26 theo, 26 sọc phía sau theo, 7 sắc còn lọt theo là chưa trực tiếp. Cái này màu kem này 38 nha. 26 theo, 28 kem. 28 kem. Hết caro 27 rồi. 28 kem luôn. 26 theo cho chị Ngọc Trâm nè, 28 kem cho Phương Phạm nè. Cái này màu xám đó chị. Màu xám nha. Xám này à. Em còn có 26 sọc nha. 26 xám, 26 xám. 26 xám, em còn 26 sọc nè. Không có 18 kem nha. Thì em chào chị
Lâm Hoàng nha. Đi lộn á. 28 với thứ 8. 26 thôi, sợ không còn nha. Rồi mã 26 xám luôn. 26 xám hết kem rồi. Đẹp nữa coi. 26 xám. Em thấy chị con heo mà thấy chị chốt nha. Đẹp nha, đẹp nha. 28 lỡ, mã 28 lỡ giùm em. 28 lỡ. 28 lỡ. Có giá 1 đó chị ơi. Có giá 1 nha. 28 lỡ. Rồi quần kaki có độ co giãn nha. 28 lỡ luôn. 28 lỡ cho Phạm Hà nè. Quần kaki nam nha mấy chị. Kaki nam mặt shop là 849.000. Mặt shop là 849.000 nha. Kaki này của nam chứ không phải nữ nha. Size 30. Ghi mã là 30 nam. 30 nam. 30 nam mã 30 nam. 55.000 luôn. 30 nam của nam nha chứ không phải nữ nha. Có độ co giãn không? 800 mấy đó. 30 nam cho em. Mã 30 nam. Bà Huỳnh anh bỏ xỉu. Anh bỏ xỉu. 30 nam cho Hà Nhật Tú nè. Quần này size 29 nha, chắc lai niềm cao cấp luôn nè. Ghi mã 29 quần này nữ nha. Mã 29 của nữ. 29. Ghi mã 29. Cái nào nam là em nói nam nha mấy chị, quần nào không nói là nữ nha. Ghi mã 29 cho em nha. Còn 28 là 28 caro. 28 caro. 29 chị Ngọc Thơ nè. 28 caro luôn. 28 caro. 28 caro nha. Đẹp ha, nữ nha mấy chị. Nữ nha. Xe 30 28 caro nè. 30, 30 nâu bò. 30 nâu bò. 30 nâu bò luôn. 28 caro, 30 nâu bò. 28 caro. 30 nâu bò. 31, trời lần đầu tiên thấy cái 38 caro cho Trang Thùy. Nãy giờ không thấy cái 31 luôn, giờ có luôn 31 luôn. 30 đô bò cho chị Phạm Hà. 31 luôn kìa. 31 luôn, có 31 đô bò luôn. Nãy giờ mới thấy có cái quần 31 luôn. Nữ mà nó 31 đô. 31 đô bò. Rồi. Nữ nha mấy chị, nữ nha. 31 đô bò cho chị Trịnh Ngọc Tiền nè. Cái này riêng mà riêng màu á, size M là size 27 nè. Ghi mã quần M, quần M 55.000 luôn. Ghi mão quần M cho em. Ghi mão quần M. Chở 30 nó đại luôn phải không? Ok. Quần M. Quần M. Quần này dạng quần không? Tay nha. Dạng quần tay của nữ. Ghi mão quần M cho 28, ghi 28 dài. Còn xanh đen đậm. Quần M cho Hà Nhật Tú 28 dài luôn. 28 dài xanh đen đậm nha mấy chị. 28 dài. Bài khác. Bài khác. Của nữ quần sọt 28 dài. Điểm nhấn phía sau là theo. Theo mà cầu lên cà sữa hay gì vậy? 28 dài. Dễ sợ cà sữa. 28 dài cho chị Ngọc Thơ đầu tiên nè. 28 đen. 28 đen quần sọt nha. 28 đen. 28 đen. 28 đen. Cái quần sọt này mà có 415 luôn mấy chị ơi. 28 đen. Quần sọt size 27 nha. Ghi mã 27 sọt. 28 đen, 27 sọc nha. Chị thích quần 28 đen, 27 sọc. Giá ba là một chút của chị Phạm Hà. 28 đen. 28 đen cho Hà Phạm Hà. Hà Nhật Tú nè. Áo đỏ hình tỷ theo sọc nè. Áo đỏ. Áo đỏ này của bé gái. Áo đỏ này 25, 25, 27 27 sọc luôn, 27 sọc chị Hoa. Áo đỏ 25 dùm em, đỏ 25. Đỏ 25. Đỏ 25. Đỏ 25 luôn, đỏ 25. Trịnh Ngọc Diệp không, Trịnh Ngọc Diệp muốn chấp 31 kìa. Đỏ 31 ra là hả? Còn 5, còn 5. 30 nè, đúng rồi. Trịnh Ngọc Diệp là 30, đúng rồi chị. Cái 31 cái của người khác. 30. Nó là mốt không? 31 chị Phạm Hà. 31 chị Phạm Hà của chị là 30, chị đúng rồi nè. Có chị... chị Trần Ngọc Điệp là 30 đúng rồi chị. Áo đỏ 25 của Ngọc Thơ nè. Đỏ 25 của Ngọc Thơ. 27 sọc chút chưa? Chút rồi. 27 sọc chút rồi. Ngọc Thơ. Thơ. Rồi quần màu đen, quần sọt màu đen, kaki thì luôn theo cầu vòng phía sau. Size 29, ghi 29 đen cho em. 29 đen. Hà Nhật Tú nè. Nhấn cái phần nãy nhé. 27 theo luôn.
27 đen luôn. Mã số 380 đúng không? 29 đen cái nữa nè. 29 đen cho cá đen tròn. Em còn 27 đen nha. Ủa khổ này quá. 29 kem, 27 đen nè, 29 kem. 29 kem, 27 đen cho Minh Nguyệt cho KD. Quần 29 kem, quần sò cà rô, quần sò cà rô size 27, quần này mã số 390. 29 kem luôn. Chị mã 27 cà rô. 29 kem cho Hà Nhật Tú. 27 cà rô. 27 cà rô, quần sọt màu nâu đen. Mã 84
84. Mã 84 nha, mã 84 55.000 nha. Mã 84 cho Trần Lệ Mỹ. Rồi quần lỡ size 27 của nữ nha, ghi 27 lỡ giùm em, 27 lỡ. 27 lỡ. 27 lỡ. Thấy chị Hằng kia nha, 27 lỡ. Rồi còn cũng hết nha, em lên luôn cho hết nha. 27 lỡ. 27 lỡ. Rồi áo. Áo này là bé trai bé gái ok hết. Áo này 35-38 kg rồi nha, ốm căng cũng cực kỳ luôn. Nhưng 27 xanh, lỡ. Nhưng mà áo xanh. 27 lỡ mã xanh luôn, 27 lỡ. Còn giá 55.000 tất cả luôn, tất cả luôn. Bên vai nó còn có thêm cái logo mã xanh 27 lỡ cho Minh Nguyệt ra đây. Em còn áo xanh nha. Còn xanh luôn. Mã xanh luôn, mã xanh. 38 cái mặt đường. Nào trưởng. Còn 35 nữa. 35 tới 38. Được mẹ. Rồi là được cho Phục Trinh Lam nè. Rồi xanh cho Trịnh Ngọc Điệp luôn. Không có tí được không? Rồi khao luôn rồi. Tôi đã trường em hết rồi. Con cá nha. Xanh cho Đỗ Hồng luôn. Cái này là từ 35 tới 40 kg mặt vừa. Ghi mã giùm em là mã số 35. Mã 35. Mặt sớm là 365.000 luôn á. Mã 35, mã 35. Mã 35. Mã 35 luôn. Dạ dạ mà có dài quá lên like nha. 35 cho Trần Lệ Mỹ nè. 30 tới 35 cho Phục Trinh Lam. Không cần từ 20, 25 tới 30kg, 32kg thôi. Ghi mã 30. Mã 30. Mã 30. 25 tới 30kg, 32 cũng được. Mã 30. Mã hồi nãy đó. 35, 35. 35 cho Minh Nguyệt ra đây. Đã chọc rồi. Trong này cái mã 30 cho Hoa Thủy Tinh nè. Áo đen trai gái được hết. Áo đen này của mình là 40-45 kg. Ghi mã đen 40. Đen 40. Đen 40. Rồi tim đen trai gái được hết. Tim của mình 35-38 kg. Ghi tim 35. Tim 35 cho chị Phục Trinh Lam nè. Đen 40 cho Trần Lệ Mỹ mới nhập xuống. Trần Lệ Mỹ tim 35 40kg, ghi mã tim 40. Tim 40. Tim 40 luôn. Lại quần. Tim 40, tim 40. Tim 40 nha chị nha, tim 40. Cái tim quần 40 này, nè. Cái quần này nó có vỏ mấy chị. Mẹ sớm sẽ 749 ngàn luôn. Tim 40 cho chị Trần Thị nè. Mà mình mua có nhiêu đâu, có 55 ngàn thôi mấy chị. Cho nên quần hời lắm. Quần size S nha, size 26 nè, nguyên quần mã S, quần S. Quần S. Quần S lấy hàng. Rồi sọt. Sọt caro. Quần S lấy hàng cho em luôn. Mặc theo. Sọt 26, ghi 26 caro. Quần S lấy hàng, 26 caro. 26 caro. Quần có bộ không nãy giờ. Quần S cho chị Phạm Hà nè. Ủa, phải không? Quần S. Đúng rồi. Còn cái caro. Còn cái caro. Xanh size 30, xanh size 30. Đẹp quá trời luôn, 30 xanh. Còn cái caro nha, caro. Nó bị loạn thị nào. 30 xanh. Nó còn có phần caro nha. Caro cho chị Sơn Ca Châu nè, rồi 30 xanh luôn. Đẹp quá. Màu đen với chị theo hồi nãy. 30 xanh. 28 đen, 28 đen. 30 xanh cho chị Trúc Anh nè, 28 đen. 28 đen. 28 đen, 27 xanh, em có 27 xanh. Hay lắm em, cần em ấy. Đó là toàn của em. Em lời luôn. Cái này à, rồi 28 xanh luôn. Xanh đen đậm mấy chị, xanh đen đậm 28 xanh nè. Cái quần này mẹ tới 425 ngàn rồi. Xanh đen đậm 39, cái bảo quần 29 thôi nha. 28 xanh. Quần 29. 28 xanh. Quần xanh cho chị Trang Thùy má ơi. Cái quần mà không hiểu sao cái sọc nó lại mất tiền. Cái mã 29 thôi, mã 29. Cái sọc cái nào mẹ nó cũng 400 mấy
quần 28. Quần 28 luôn. Caro size 30. Quần 28. Caro. 30 caro nè, 340. Quần 28 30 caro. Quần 28 phụ Nguyễn em thấy nha. Thấy thấy hết trơn á mà chốt hết rồi. 28. Khổ lắm. 26 caro luôn, tập 28 chị Mami nè. Còn cái caro nha. Chứ sao không khổ lắm. Caro kẹp xa cho đi mấy chị ơi. Bạn bán được có một cái thôi. Chứ mà lóc là mấy chị chốt vậy làm ngon đúng không? Em cũng cần mà mấy chị chốt cũng cần. Khổ. Caro 30. Caro 30 đầu tiên cho chị. Cho chị Tiền Nguyễn nè. Quần 29 của em. Cái 29 em nè. 29 nè. Caro em còn 26. 29 của nè. Mỹ Lê bị sao mất rồi, 29 caro. Chị đi xa quá chị. 26 caro còn nha, này 29 nam luôn. 29 nam cho chị Hà Nhật Phú nè. Số số tiền quân đi Tiền Nguyễn cho thân số nha, chị Tiền Nguyễn cho thân số nè. Quân riêng nam size 26. Quân riêng nam size 26, ghi mã 26 nam. 56 nam. 56 nam. Không, 26 nam, có chữ nam vô. Để tao mua cho nữ. 26 nam nha. Quần sọt theo, theo trước theo sau. 26 nam. Caro em còn cái 26 cho chị Mỹ Nga chị lấy không? 30 kem. 26 nam chị Trần Lệ Mỹ nè. 30 kem. Trời ơi, phải chân váy đi sai mới học. Cảm ơn chị Trần Lệ Mỹ cho cái số nha. Kem số người đẹp ơi, để không được. 30 kem. Cái này cưng của mấy chị nó là cái chân váy đúng không cô bé? 30 kem nè. Xong ở trong nó có cái quần đi trang vậy luôn, vải nguyên vậy luôn nè. Cái quần nè Nguyễn em còn cái quần caro 26 vậy Nguyễn Nga. Anh đại con ngọc cũng được. 30 kem thì chị Tiền Nguyễn chứ số này chị ơi. Tiền Nguyễn ơi chứ số nè. Lại trăm mượn. Nhưng nó mặc vô cái vừa không? Caro 26 cho chị Nguyễn Trương Khánh Linh nè. Cho anh thấy không? Cho anh thấy chân váy nhầm ơi. Bé 40 bộ béo cỡ 40-43 ký là được. Cái chân váy Nguyễn ơi, người đẹp ở trên số thì người đẹp. Chân váy có quần bên trong. Rồi thấy số Tiền Nguyễn nha. Xong rồi ghi mã chân váy. Nhìn thế này. Chị Nguyễn nha ơi. Học quá. Chốt một bé thiệt ơi. Cộng nghiệp 5 tỷ. Ghi mã chân váy cho em đi. Quần đen. Quần đen theo cầu vòng sau quần này nãy giờ nhiều nha. Đen 27 cái chân gì? Váy, chân váy đen 27 luôn. 27. Chân váy chị Phụ Nguyễn nha. Máy cân. Đúng rồi đúng rồi. Em mới lấy một cái. Đấy rồi, tính chốt nào, tính chốt nào. Đen 27 luôn. Không, tè, tè. Đen 27 nè, đen 27. Chân váy bị chủ nhật rồi. Ngọc Trang cũng chốt được bộ mà. Anh xui con mình. Đen 27. Rồi quần sọt xa. Đen 27 cho Sơn Ca Châu. Quần sọt xa 27, ghi quần 27 giùm em. Màu xanh đen phía sau của mình cái túi ghi mã quần 27. Nghe nó có vẻ mập ra là cái gì trời quần. Ghi mã quần 27. 27 có 2 cái. 27 quần 27 nha em, quần 27. Nó phải để cái lượt. Quần 27, quần 27 cho bằng thịt thịt lên nè. Quần 27 còn cái nữa nha. Quần 27 còn cái nữa. 27 này đi 27 theo thì em nhớ tiếng sau theo nè. Theo này là theo trực tiếp. Quần 27 cho Mỹ Mỹ Lê nè. 27 theo. 27 theo nha, 27 theo. 27 theo luôn. Quần riêng. Quần riêng nữ 27 theo, 27 riêng nữ cào đồ này kia. 27 theo. Size 27 với chị. Mặt số 615. Riêng 27 theo. Riêng 27. 27 theo đâu Thanh Nguyễn không thấy bài lượng chưa luôn á. 27 thì Sơn Ca Châu nè. Riêng 27 ghi mã riêng 27 luôn. Riêng 27 nè. Quần màu nâu đen. Ghi mã ghi mã riêng 27. 30 nâu. 30 nâu. Riêng 27 30 nâu. Riêng 27 thì chị Nga. Riêng là 27. Riêng là 27 chị Nga. 27 cho riêng 27 cho Duy Nguyễn nè. 30 nâu luôn. 30 nâu cho chị Trần Lệ Mỹ nè. Quần riêng nam. Quần riêng nam cào. Quần riêng nam size của mình là size 30. Ghi mã 30 nam giùm. 30 nam. 30 nam 55 ngàn luôn. 30 nam. 30 nam.
Quân 26 nam, 26 sọt nam. Của nữ 26 26 sọt 30 nam. 30 nam đầu tiên thì Ngọc Thơ này 26 sọt nha. 26 sọt. 26 sọt nè. Quân riêng nam 30 con cái. Quân riêng nam size 28. 26 sọt. Quân riêng nam size 28. Cái này cào, cào nói chung đó. 28 nam. 26 sọt 28 nam. Em lên đó quần miếng rồi. Mà đi mướt rồi. 26 sọt 28 nam. 28 nam thì chị Trần Lệ Mỹ nè. Em còn 26 sọt nha. Rồi em chào mấy chị luôn nha. Chị Cúc uống nước chốt. Em sẽ lên tiếp cho mấy chị. Cúc chốt thì đợi. Cái này lấy quả gì em đó. Nè cũng không nguyên. Chào mấy chị nha. Mấy chị 28 nam với chị Hài Nhật Tú. Không đặt mày đi. Rồi chúng riêng này tá thôi. Hà Nhật Tú ơi, chị em xin lỗi chị nha. Lỗi em mà chị. Rồi màu xanh đen còn đùi luôn. Tú thấy sao nè mấy chị ơi. Trời ơi, xịn cực kỳ má ơi. Rồi cái này là size size 29 luôn. Ghi mã 29 xanh đen. 29 xanh đen là mấy chị đẹp của em. 29 xanh đen nha. 29 xanh đen nè. 29 xanh đen. 29 xanh đen nè. 29 xanh đen. Rồi màu này màu xám riêu. Màu xám riêu quần lẫn nha. Quần lẫn của nữ. Chị này thì lên áo giọt neo hả? Chị đang mãi giống mày. Rồi ghi 27. 27 xám cho em. 27 xám. Em chào chị Phương Trần nha. 27 xám nè. Ok chị chích thì bông nha. 27 xám. Có 27 xám. 27 xám. 29 xanh đen á. Xanh đen 29 chị có hay. 27 xám cho em luôn này chị đẹp ơi. 27 xám nha. 27 xám. Còn quần này cho nữ 38. Quần này cho nữ 38 luôn. 38. 38 này mấy chị đẹp ơi. 38. Cái quần nó bán giá có 425 này chứ không có nhiều. 38 luôn. 38 chốt hàng cho em luôn. 38. Thôi không bóng gì lên. Chết rồi. Mọi gì biến thái. 38. Còn quần thiêu nè mấy chị. Thiêu nè, thiêu ở xa nha. Nè, thiêu ở xa nha. Đùi nè. Thiêu ở trước luôn. Sao trước luôn. 38 chị. Rồi 28 thiêu cho em luôn mấy chị đẹp. 28 thiêu. Xanh đen nha. 28 thiêu nè. Mấy chị không thốn là mấy chị quá nên này chị quá hồi luôn. 28 thiêu cho em mấy chị đẹp ơi. 28 thiêu chị đọc thì chị đem mặc áo nha. Thôi vậy hả? Quá đẹp đúng không? Áo bà đâm nha. 27 thiêu còn cái nha mấy chị đẹp. 27 thiêu nè. 27 thiêu cho mấy chị đẹp. 27 thiêu. 27 thiêu cho em nè. Không có thiêu bông luôn. Ui. 27 thiêu. Rồi quần này 28 thiêu chị Bích Duyên. Em còn cái 27 thiêu nha. Rồi mẫu này quần lỡ nha mấy chị nha. Màu xám nha. Màu xám size 29. Mấy chị đi 29 lỡ cho em. 29 lỡ cho mấy chị đẹp. 29 lỡ nè. 29 lỡ mấy chị đẹp ơi. 29 lỡ. 29 lỡ. 29 lỡ. 29 lỡ. Lay áo rồi á trời. Còn còn nha mấy chị nha. Em lên quần thiên áo. Nó lên áo quần này em lên á. Mấy chị đợi xem. 28 lỡ. Em có 28 lỡ nè. 28 lỡ rồi. 29 xanh đen luôn. Có thiêu cho mình. Có thiêu cho mình nha. Thiêu nè. Thiêu. Đúng hả chị em. 29 xanh đen. 29 xanh đen. Không có 29 lỡ. 28 lỡ. 29 xanh đen. 29 xanh đen. Em có 28 lỡ nha mấy chị. Sao đâu mày khùng này. 29. 29. Em tức có mấy chị. Em tức có 29 lỡ chị có mày. Tức có mấy chị ơi. Ủa mày đọc rồi 29 xanh đen luôn. Chạy mấy chị chốt lẹ. Nó bị điên rồi đó. 29 xanh đen nha. 29 xanh đen chị Bích Duyên. Chết chị mấy chị ơi. Em lên áo cho mấy chị đẹp nha. Mấy chị có thấy rồi mua cái áo là 400 mấy hồi qua em là 55 ngàn mấy chị đẹp. Bộ chị mặc. Hả? Bộ chị cũng mặc hả? Bộ em mặc hả? Em mặc hả chị? Em mặc hả? Bán luôn đi. Dạ em bán sao chị vậy? Rồi size M luôn. Nữ của mình 1m6 55kg nha mấy chị. Rớt nè. Ghi mã. Ghi mã bi cho em đi. Ghi mã bi. Ghi mã bi cho em đi. Em có rớt nha. Lò rúi. Ghi mã bi nha. Ghi mã bi cho em lấy hàng nè. 1m6 là 50-55kg cho mấy chị đẹp. Hôm nay em lên tiêm không không rồi chị ơi. Kêu mã bi đi. Mã bi lấy hàng rồi rớt luôn kêu mã lá.
đi mã mắt kem đi, lạ đó. Rồi rồi, mẫu này đẹp này, đẹp không không lỗi lầm nha mấy chị, không lỗi lầm nha. Trời không, không đó, trời gái được nha. Nó kêu nó bán có 400.000 trái cũng rẻ đó. Rồi mã vàng, mã vàng số cho em nha. Nguyễn Hương em số luôn là đẹp, mã vàng luôn, 1m6 55kg luôn. Nguyễn Hương kèm số mã vàng cho em, ghi mã vàng, ghi mã vàng. Nguyễn Hương kèm số cho em, tạo đơn cho người đẹp yêu. Mã vàng kìa, mình vàng chân. Rồi size ớt mã trắng cho em, mã trắng size ớt nha, chốt liền cho em luôn, mã trắng. Thấy số chị Nguyễn Hương cho bé mặc hoặc là người lớn mặc ớt cũng được. Rồi ghi mã size trắng ớt cho em đi, không đi trắng thôi. Rồi cái này mấy chị ghi mã phối cho em đi, trắng phối, trắng phối. Hết vàng rồi mấy chị trắng ơi. Thối. Trắng phối, trắng phối, trắng phối. Trai gái mặc được nha. Trời. Em còn mã trắng ớt nha, hết vàng rồi ghi mã trắng phối cho em. Em còn cái trắng phối ớt nha. Trắng chị Nguyễn Huệ. Rồi sao phối sập nè. Chắc phối chị Phạm Hà. Cái này là cho bé trai nha, cho bé trai. Áo này cho bé trai nè, trai gái em báo cho mình nha. Sai ớt luôn, sai ớt. Đi mã xanh cho em, đi mã xanh. Mấy ký nhờ? Thiếu 40 kg. Sao sao? Cỡ 35-38 ký. 35-38 thì nói chứ. Rồi hết xanh, hết xanh. Trời ơi. Hết xanh. Trời, chị Phạm Hà chậm hơn em rồi chị ơi. Chị Phạm Hà chị chậm hơn nó rồi giờ. Chị lấy hơn hết. Rồi đi trắng chữ cho em, trắng chữ 45 kg nha mấy chị, trắng chữ nè, trắng chữ cho em, trắng chữ. Em mang lên bộ cho mình nha, trắng chữ, trắng chữ. Trắng chữ cho em mấy chị. Đầu gần hết đầu xong này lên bộ. Trắng chữ, trắng chữ. Chơi luôn, xong này lên bộ. Xong này lên bộ. Trắng chữ cho em, trắng chữ. Chị Trần Yến Trân. Rồi. Quay mã trắng xe, trắng xe. Trắng xe. Này bằng trắng xe. Cho xe ớt này dưới 40 kg, 35-38 kg. Trắng xe, trắng xe. 30 kg luôn, trắng xe, trắng xe. Trắng xe nha. Trắng xe, chốt đúng lại cho em nha. Trắng xe nha. Ra mấy mẫu đọc lại cho chị. Trắng xe. Xám cua. Đồ đẹp chưa, cái này đẹp quá. Quá thì dày luôn. Trắng xe chị Nguyễn Huệ. Cái này bắt rồi. Trắng cua, ít lộn, xám cua, xám cua. 40-45 kg nha, xám cua. Xe mờ cho đúng xe với chị nha. Trắng cua. Trắng cua. Sáng cua mày nè, sáng cua, sáng cua, sáng cua như mấy chị đẹp, sáng cua lên quần luôn nè, sáng cua, sáng cua chị Hoa Thị Tinh. Rồi quần sọc luôn, quần sọc, quần sọc sẽ 28 nè, 28 sọc cam cho em mấy chị đẹp, 28 sọc cam, 28 sọc cam, mặc quần yêu dễ sợ luôn, 28 sọc cam nha, 28 sọc cam nè, 28 sọc cam. Sắm cua một cái là mấy chị là trời, sắm cua đúng cái hồi luôn á. 28 sọc cam nè. Sắm cua một em lên hỏng hán cho người ta chứ. 28 sọc cam lên quần cách. 28 sọc cam nha. Rồi cái này ghi 27 sọc nhĩ cho em, 27 sọc nhĩ nha. 27 sọc nhĩ quần xịn lắm mấy chị, 27 sọc nhĩ. 27 sọc nhĩ nha, 27 sọc nhĩ. Sắm cua một cái là mấy chị. Sắm cua quá trời. Mày không biết gì ta. 27 sọc nhĩ luôn, 28 sọc cam nè. 27 sọc nhĩ, 28 sọc cam. 27 luôn. 27 sọc nhĩ, 28 sọc cam nè. Trần bắt cơ được 27 sọc nhĩ với chị Mỹ Lê. Rồi chân váy này bự, 28 sọc cam. Chân váy này bự, chân váy này bự. Em còn 28 sọc cam nha. Chân váy này bự này cho người lớn mặc được luôn. O, T, M. Còn váy 6-55kg luôn. Ghi mã váy nhé, váy bi. Ghi mã váy bi cho em. Ghi mã váy bi, em còn 28 sọc cam nha. Ghi mã váy bi. Váy bi cho em luôn, váy bi. Nãy giờ có được cái váy bự nữa nha mấy chị nha. Váy bi. 28 sọc nhĩ, em có cái bự nè, 28 sọc nhĩ. 28 sọc nhĩ, xịn cực kỳ, 28 sọc nhĩ. 28 sọc nhĩ, mua về mặc, mua về bán thì là quá hời luôn mấy chị ơi. 28 sọc nhĩ luôn nha, váy bi chị Nguyễn Hương. Rồi có màu xanh lạ mắt, màu xanh lạ mắt luôn. 29 xanh, 29 xanh. Màu xanh lạ mắt 29 xanh nè, xanh biển luôn. 29 xanh, 29 xanh luôn mấy chị đẹp, 29 xanh nha.
28 già cho em, 28 già cho nữ nha, 28 già. 29 xanh chị Trần Lệ Mỹ. 28 già cho em, 28 già. Thấy chị Đan Nguyễn nè. 28 già cho em, 28 già. Váy gì con gái à. Rồi quần này 30 luôn đi, 30 xanh cho em, 30 xanh. Thiêu. Thiêu nè, thiêu. 30 xanh cho đẹp. Kilo đi liền luôn. 30 xanh cho em, 30 xanh mấy chị đẹp với 30 xanh luôn. 30 xanh lấy hàng liền cho em luôn. 30 xanh nè, hết sấy đi rồi. 27 xanh 27. Rồi ly trà sữa. Ly trà sữa nè. Ghi trà sữa đen cho em, ghi trà sữa đen. 30 xanh 27 nha. 27 trà sữa đen, mã trà sữa đen luôn. Mã trà sữa đen luôn. Mấy trà giảm cân nè, mấy trà sữa 57 nữa. 27 cũng đây. Mà ly cũng đồ. Khi mã trà sữa đen lấy hàng 27 luôn. Rồi 27 đen chị Ngan Nguyễn. 29 dài. Màu đen nha, 29 dài cho nữ. 29 dài. 800 cút tròn khăn choàng không năm. Có hai cái ai xả lầu á hai. Có gì thì nhắn tin nha. Inbox em ơi, dạ ơi, dạ bé luôn. Dạ bé bên em còn á, mấy chị cứ nhắn tin cho nhân viên để nhân viên lấy size cho mình. Dạ bé. Nha. 28 em được 2 cái nè, 28 em được 2 cái.
Rồi rồi, có khăn luôn. Rồi xanh 28 luôn nè. Xanh 28 chị Phượng Nguyễn. Em lên hết đống này rồi, em quấn khăn cho mình coi nha. Xanh 28 chị Tùy Nguyễn. Rồi cái đen này chắc phải đẹp cực kỳ luôn á, nó kìa kìa chị. Em phải riêng chút rồi nha. Xanh 30 không được. 30 đen. 30 đen. Cái này quá mà. 30 đen. 30 đen. 30 đen. Rồi rồi, khăn khăn. Em vừa dùng hai cái khăn cho mình nha. 30 đen cho mình luôn. 30 đen chút hả cho em nha. 30 đen à. Khăn này bỏ trong túi biết nó xịn gì nè mấy chị. Có hộp cho mình luôn, có hộp nha. Khăn em bán giá cho mình 85 ngàn nha mấy chị nha. 30 đen cho chị thích lên. Chút mã nâu cho em đi. Mã nâu. Mã nâu cho em. Mã nâu. Thiệt tình luôn á. Mã nâu. Sao? Thôi được thôi, khỏi chọn. Rồi mã nâu. Mã nâu. Đẹp lắm mấy chị. Hồi xí cổ. Mã nâu. Mã nâu lấy hàng cho em. Đồ cái này đẹp. Nó bự lắm luôn. Mã nâu chị đẹp luôn. Người ta chốt đâu. Ê, em phải hỏi Ngọc Trâm nha. Ngọc Trâm hỏi nè. Ngọc Trâm ơi. Ngọc Trâm à. Ngọc Trâm còn lớp chị. Ngọc Trâm ơi. Người ta hỏi xong mới đem xuống mà. Ngọc Trâm à. Ngọc Trâm ơi. Cái này đẹp lắm nè. Cuốn hộp cho mình luôn nha. Cái cuốn cho hỏi Ngọc Trâm lấy không lấy. Ngọc Trâm ơi, còn có không? Ngọc Trâm, chốt liền cho em mã hồng luôn. Ngọc Trâm lấy này ok cho em đi. Bự chà bá luôn à. Mẹ chị 66 tuổi. Ngọc Trâm lấy ok ai, nha. Ai? Được, cái này được. Trời ơi, đeo lên trẻ măng luôn á. 90 tuổi cũng được. Ok giùm em nha chị, Ngọc Trâm. Em đứng em mệt á. Ngọc Trâm ok em đi. Đứng em mệt. Cái này chị mời cái này. Cái này đó, để đó, đó. Đang bán. Mà để mỗi lần chị Ngọc Trâm ok cho em nha, không thì ok lấy cho mình nha. Nhiều người chốt lắm à. Nhiều tuổi cũng được khách chị. Khăn 85 ngàn nha mấy chị. Khăn mà nó rẻ mà nó đẹp vậy đúng không chị? Ok chị Ngọc Trâm nha. Cúc về thêm đi Ngọc Trâm nha. Quá trời. Ai kia về thêm. Quá trời. Quá trời mình đang cháy xuống. Mấy chị ráng mua ủng hộ. Ráng mua ủng hộ. Đang trốn nợ. Rồi rồi, lên lên, quay lại đồ, quay lại đồ mấy chị ơi. Rồi mấy chị, khăn đi xa quá. Hôm nay mình làm tới mấy giờ? 10 giờ. À, 10 giờ luôn. Tên chị có dấu, có chị cùng tên nhưng không giống. 29 nào. Bữa nay Ngọc Trâm kia không có coi. 29 nào, 29 nào nha, 29 nào. Quần nha. 29 nào, 29 nào. Nói với chị mai 10 giờ sáng xíu mình lên. 29 nào, 29 nào. Nói với chị ngày mai 10 giờ sáng. Mấy chị ơi, mấy chị cứ thúc đi rồi mai 10 giờ cho qua like của em nha. 10 giờ sáng mấy chị nha, ngày mai shop em sẽ like 3 chữ này 10 giờ sáng. Trời trưa giờ 7 giờ là em Mỹ. Mấy mã lẻ này cũng đóng. 28 kem. Còn 28 kem luôn đi, 28 kem. 28 kem rồi nè mấy chị đẹp, 28 kem. Có túi nha đàng hoàng nha, chúng ta cứ giả nha, 28 kem. Có quà cho mặt chị. 28 kem. Chị Khánh Dương bây giờ là không nhớ gì đâu nha chị. Tại tối qua chị mặc cái quần màu nào cũng ai cũng hỏi quần đó. Tối qua chị mặc quần á, mặc cái quần cái mặt á chị. Đâu là tối qua không mặc quần. 29 thôi chị trừ em Mỹ luôn. Thầy chị Ngọc Trâm nha, em lấy khăn chàng cho mẹ chị rồi nha. Cho mẹ chị rồi nha. Rồi, phối caro luôn đi, mã phối caro không biết sai luôn nè. 31 phối caro, 31 phối caro. 31 phối caro xịn ghê chưa. 31 phối caro nha, 31 phối caro. 31 phó caro lấy hàng, 31 phó caro. Biết chơi của Nguyễn Thanh. 31 phó caro. Có 28 nghe. Nghe em. Nghe lắm em hả? Nghe em. 28 kem chị Lê Thanh Nguyễn. Chị ơi, chị có gì? Chị đã đọc xin lỗi. Chị Trần Lê Mỹ. Chị Trần Lê Mỹ ơi, em xin lỗi chị nghe lộn mã rồi. À, 29 đâu có nè, 29 đâu có. 29 đâu có. Đừng nói gì hết đi làm đi. Phó caro kìa, phó caro. Rồi, váy em còn nè, váy em còn cho người lớn té luôn, coi dễ coi nhẹ xin chưa. À, coi dễ xin, váy có 200 ngàn. Rồi, 1m65 được nha, cái mã váy bi cho em, váy bi. Váy bi, váy bi lấy hàng cho em, váy bi. Chốt rồi, chốt quá trời. Váy bi. Lúc nè. Váy bi qua chị mặt này nè. Váy bi. Rồi, màu hồng luôn. Có nơ luôn, váy hồng, váy hồng. Váy hồng. Nè, váy hồng. Đưa cho Khánh Dương coi. Váy hồng, váy hồng. Váy hồng có phối phối đẹp luôn, váy hồng cũng miếng ngọc. Váy bi váy hồng. Váy bi váy hồng. Này là đây rồi, mặt rồi. Được rồi. Chị Khánh Dương ơi, em có quần của chị Cúc nè. Có nè, tông gì tông. Váy bi Phương Vũ nè. Đó, qua mặt cái đó đó. Qua mặt này nha. Em còn váy hồng nha.
shop bán là 280 đó. Chốt này treo luôn 68 nâu, 68 nâu, 90 ngàn chốt quần luôn, sẽ cực kỳ luôn. Mấy chị thích cài, cài nút là cũng được. Cài được luôn nha, cài được luôn ấy thôi. Slip, slip. Quần là đẹp này, hôm qua nhiều người hỏi lắm luôn á. Em còn cái váy hồng nha, em còn váy hồng nè. Kia mã quần 68 cho em nè. 68 nâu, 68 nâu. Rồi, mẫu quần này kia quần caro cho em, size 30, 30 caro, 30 caro luôn, chốt này cho em 30 caro. 30 caro. 68 cho chị xong đây trong nè. 30 caro. 30 caro. 30 caro. 30 caro. Rồi. Quá sao quá đó chị. 30 caro, 30 caro. Quần chị tổng không? Quần chị tổng không? Không. Trời ơi, bà Tuấn Ngọc có chiếc tầng ấy rồi. Hết tay tay. 30 caro, 30 caro. 30 caro. Trời ơi, cái này có thể cầm lên chắc tí không á. Cho nam 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 cho ghi xanh tim cho em, xanh tim 1m655kg độ là ok, 29 nam cho em luôn. Váy, váy tim cho em, ghi mã tim xanh cho em, ghi mã tim xanh cho em, ghi mã tim xanh. 29 của chị tim xanh, váy này đẹp cực kỳ luôn, váy đẹp cực kỳ luôn. 529 của Gia Bảo, 529 của Gia Bảo nha. 529 không tới rồi, mấy chị đẹp ôi. Rồi, ghi mã caro cam cho em, 28 caro cam. 28 caro cam, 28 caro cam cho em, 28 caro cam nè. 28 caro cam quần đẹp lắm nha mấy chị. 28 caro cam đi, 28 caro cam. Em một cái váy tim xanh nha mấy chị, đẹp lắm nha mấy chị nha. Cái váy tim xanh đẹp cực kỳ luôn. 28 caro cam nè. Rồi quần này xịn chưa? Xịn ghê chưa? Quá trời xịn luôn. Để em coi xem. Rồi 30 kem cho em, 30 kem. 30 kem lấy hàng luôn, 30 kem. 30 kem luôn mấy chị đẹp, 30 kem. Đó thủ này luôn anh. 30 kem. 30 kem. 30 kem, 30 kem. Ok chị lấy thôi cần nha. 30 kem chưa? Cái kem này đẹp nè. Cái kem đẹp đó nha. 30 kem, 30 kem lấy hàng luôn. Em còn 28 là caro cam nha. Cái này mà đẹp nó tắt tiếp rồi. 30 kem. 30 kem là của chị Loan Phan Nguyễn. Rồi caro đỏ luôn, quần này quần lỡ cho mấy chị nha. 28 caro đỏ nè. Chị đỏ 28 không được, đỏ 28. Đỏ 28 cho mấy chị, đỏ 28. Đỏ 28 không xịn không lấy tiền luôn, giá 55 ngàn. Đỏ 28. Đỏ 28 lấy hàng cho em, đỏ 28. Rồi quần riêng. Đứng cho mấy chị. Quần riêng này size. Ủa size sao vậy? Quần đi size 26, ghi mã 26 cho em. Mất phối nè. Quy 26 cho em. Nhỏ tiền Nguyễn. Xịn cực kỳ luôn, xịn cực kỳ luôn. Quy 26 lấy hàng cho em luôn. Nhận hàng về em có thiệt với chị không xịn không lấy tiền luôn. Quy lấy hàng cho em, quy 26 lấy hàng luôn. Ủa, dài còn cái quy em còn quy nè. 26 của Tố Quy. 27 em có 27 luôn nha, quy 27. Quy 27 lấy hàng, quy 27 luôn. Quy 27, quy 27. Quy 27, quy 27. Rồi cái này phối xanh, ghi mã phối xanh cho em, nút phối xanh nè, nút phối xanh. Nút phối xanh luôn. Một cái quy 27 nha, còn cái quy 27. Quy 27 Nguyễn Huệ. 28 phối xanh, 28 phối xanh. 28 phối xanh nha, cái này nút phối xanh nè. 28 phối xanh cho em, 28 phối xanh. 28 phối xanh lấy hàng rồi nè mấy chị đẹp ơi. 26 nâu thiêu cho em, 26 nâu thiêu. Mẫu này em bán không biết bao nhiêu cái mà nói luôn á. 26 nâu thiêu nha, 26 nâu thiêu lấy hàng cho luôn mấy chị đẹp. 26 nâu thiêu cho mấy chị coi giá. Trời đất ơi. 26 nâu thiêu nha, 26 nâu thiêu. Em một cái 28 phối xanh nha. 28 là Nhật Tú. Đốt xào ta cầm 10 lần sau đây. Nãy giờ trai gái người lớn tầm lớn 28 nha. Được cặp nha mấy chị đẹp, 26 được cặp nha. Chị Thanh Thảo chị lấy này hả mấy chị Thanh Thảo? Không, không phải đâu. Nó có một viên dài. 26 đâu theo hàng Nhật Tú. 26 đâu thêm còn cái nữa nha.
nha, sao nó đẹp dữ vậy nè. Thôi em biết em không vừa. Rồi 28 phối cho em, 28 phối vừa sọc và y như cộng như nợ luôn. 28 phối mẫu này đẹp cho mấy chị, mẫu này đẹp nè, mẫu này đẹp nha. Mẫu này đẹp cực kỳ luôn, 28 phối nha, 28 phối. Anh chính xanh nè, nhập xuống. 28 phối cho em, 28 phối. Xanh lá xe lò luôn, 1m660kg đổ lại cho em. 1m662kg đổ lại cho em, đi mã xanh lá cho em luôn. 28 phối cho em luôn gì? Ghi mã xanh lá cho em luôn mấy chị đẹp lên xanh lá. 1m662kg ok nha, ghi mã xanh lá cho em mấy chị đẹp. Ghi mã xanh lá cho em, ghi mã xanh lá nè. Mã xanh lá luôn. Xanh lá xanh lò là 28 nha. Rồi mấy chị đẹp ơi, sắp hết rồi mấy chị đẹp ơi, tranh thủ mua cho em nè. Xanh lá chị Trần dán cho em qua áo cho mình nha mấy chị đẹp. Mấy chị về em mấy chị coi cái giá, độ đẹp cuốn hồn luôn. Rồi nè, cái này là hình mà kiểu như là lắp ráp gì đó. Rồi size của mình size M nha, size M. 6M cho em, 6M, 6M. 6M không được hai cái nha, 6M. Cái này nhỏ nha. 40kg à? 40kg à. Mẫu này 40kg đâu lại nha mấy chị. 40kg đâu lại, 35, 38, 40kg nha. Trai gái thì mặc cũng được, nữ thì ok. Ghi 6M cho em, 6M. 40kg đâu lại cho em nha mấy chị, 6M được hai cái nha mấy chị nha. Mua cho bé mặc nha. 35, 40kg thôi mấy chị ơi, 35, 40kg thôi. Má sáng mà chắc mà cầm vừa đó hả, thì mình bán 40 đi, 40 chị Trần lên mời 40 nha, mã 40 nha. Rồi mã này dễ thương dễ sợ luôn, má này mẫu này dễ thương. Rồi ghi mã vịt cho em đi, 40 còn cái mã vịt gái nhà 40 kg đâu lại, ngon gái nha mấy chị. 35, 38, 40 kg đâu lại, ghi mã vịt cho em, vịt mã vịt, mã vịt cho em, mã vịt, mã vịt cho em. Em có vịt nhỏ hơn nữa nè, em còn cái 640 nha, em còn 640 chị lấy hút liền cho em luôn nè, lấy liền mã vịt 40 hàng lẻ mấy chị ơi, hàng lẻ chốt được có mã vịt gì, vịt của Quyên Ngọc Nguyễn. Cái này em có vịt nhỏ hơn luôn, ủa chị vậy mà đúng không chị, cũng nè đi vậy còn vịt luôn, vịt luôn, vịt của Quyên Nguyễn. Chị Trần lại bảy lấy cái 40 luôn không? Rồi lại bị lấy 40 cho em chị đẹp. Vịt của Yến Hoàng. Dạ rồi, cảm ơn chị Trần lại mình. Vịt em còn cái nha chị đẹp nha. Rồi cái này bận hơn nè. Ủa cũng vậy mà. Cái thêm 2 nữa. Vải đẹp lắm, 45 chứ lại. Rồi mẫu này vịt trắng 45kg đâu lại nha. Ghi mã 45. Vịt 45 đi, ghi mã vịt 45. Vịt 45 luôn mấy chị đẹp, vịt 45. Vịt 45 nha, vịt 45 được 3 cái nè. Vịt 45, vịt 45 nha, vịt 45 nè. Vịt 45 nha mấy chị đẹp. Vịt 45. 45kg đâu lại cho mấy chị đẹp nha, chị đã mặc tới hốt liền cho em luôn, vịt 45 nè. Vịt 45, vịt 45. Rồi em có vịt đen luôn, vịt đen. Hết quần rồi nha mấy chị, hết quần. Vịt đen em còn vịt 45 đi, mã vịt 45. Rồi đi mã vịt đen cho em, vịt đen. 40kg đâu lại, 40kg đâu lại. 35, 38, 40kg đâu lại cho em nha, 1m6 cho mấy chị nha. Rồi chốt này dê luôn mã vịt đen. Còn mã vịt 45 nha. Còn mã vịt 45 nha mấy chị đẹp. Hết nha, còn vịt 45 nha mấy chị đẹp ơi. Khi mã vịt đen cho em, 40kg đâu lại nha, vịt đen. Vịt đen. Em còn cái vịt 45 nha mấy chị nha, 45kg đâu lại nha. Ừ, lên nha mấy chị nha. Vịt đen luôn rồi. Vịt đen hả? Vịt đen của Nga Nguyễn. Vịt đen. Vịt đen còn mấy chị cứ chốt nha. Mấy chị đẹp cứ chốt cho em nè. Vịt đen với lại vịt trắng thì trắng. Vịt 45 nha. Duy Nguyễn đổi sang vịt đen ok nè. Rồi mẫu này 45kg đâu lại, bự hơn nha. Ghi mã đen 45 cho em, ghi mã đen 45. Được một cái duy nhất đen 45 luôn nè mấy chị đẹp. Được một cái duy, được một cái 45 luôn. Duy nhất luôn, đen 45. Đen 45 lấy hàng cho em, đen 45. Đen 45 lấy hàng luôn. Em còn vịt đen nha, 40kg đâu lại. Một cái vịt 45kg đâu lại luôn. Chốt liền cho em luôn. Vịt này trong đen mà bắn. Đen 45 thì cần lại mỹ.
2M nè. 1m6, 55kg đó là rồi. 55kg đâu lại. Ghi mã 6M cho em, 6M mấy chị đẹp bên nãy. Em 45 còn, em 45 còn. Cái đó là chị đẹp. Em còn cái bịch 40 mấy chị ơi, bịch 40 à. Rồi ghi 6M cho em, 6M nè. 6M lấy hàng luôn, 6M. 6M nha, 6M. 6M luôn mấy chị ơi, 6M. Mà nhỏ rồi nha. 40 mấy chị, 640 giùm em nha. Đi 640 đi mấy chị ơi. 40 kg à, 640. 640 chị Trần Lê Mỹ đi 640 cho em nha. Trần Lê Mỹ đi 640 nè. Chị Mỹ 640 cho em nè. Đi 640 cho em nè. Dạ. Sao mày sao mày sao mà quá rồi. Sám không phải sao mờ đâu, sám 3 40 kg thôi, ghi lại nè em. Đi 640 đi mấy chị đẹp ơi. Ôi trời ơi mấy chị ơi. Rồi cái mã xanh tem cho em, 40 kg đồ lại. 358 nha, cái mẫu xanh này 358kg lại nha. Ghi 640 lại nha mấy chị, 640 nha. Ghi 640 cho em đi mấy chị đẹp ơi, ghi 640 cho em nè. Rồi đi mã tiêm xanh cho em 38kg lại nha. Mua cho bé mà, mua cho bé mà. 55.000 cái quá trời đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn. Ghi mã tiêm xanh cho em, tiêm xanh Trịnh Ngọc đẹp. Em còn cái 640 nha, 640. Không có 6M nha chị ơi, chốt 640 cho em đi. Rồi mã xanh luôn. Xanh này bự nè. 40-45kg. Xanh này 40-45kg đâu lại nha. Ghi mã 45 xanh cho em, 45 xanh nè. 45 xanh, 45 xanh, 45 xanh. Em thấy nó 10-6-40 cho Duy Nguyễn. Chút rồi. Rồi xanh 45 cho em luôn, xanh 45. Xanh này vải đẹp. Xanh này đẹp cực kỳ luôn. À, xanh em còn cái xám. Em còn cái xám 40 nha. Rồi tiêm xanh luôn, 38kg lại. 45 là của chị Trần Lệ Mỹ. 38kg lại luôn, mã tiêm xanh nè, tiêm xanh còn nha, tiêm xanh còn, tiêm xanh còn. Tiêm xanh, tiêm xanh là của Yến Huỳnh. Tiêm xanh Yến Huỳnh luôn nè. Mã xanh lá luôn, 38kg lại. Mã xanh lá luôn, 38kg lại nha. Mã xanh lá khó hình, lạ cực kỳ luôn. Lạ cực kỳ, dễ sợ luôn. 38 xanh lá luôn, 38 xanh lá. 38 xanh lá nha, 38 xanh lá. Là 38kg lại nha mấy chị nha. 38 xanh lá luôn nè. Vải đẹp lắm. 38 xanh lá, 38 xanh lá nha mấy chị đẹp. Mẫu xanh lá này nãy giờ cũng được một cái hình lạ cực kỳ luôn á. Mấy chị nói thiệt mấy chị, nhập muối này về không thể làm đâu. Logo kêu đàng hoàng nha mấy chị, thiệt luôn á. 38 xanh lá, 38. Có hiệu có mát đàng hoàng nha. Rồi, 38 xanh lá cho em. Mẫu này to nè. 40-45kg nè. Chốt liền cho em luôn mã xanh. Mã xanh nè. Mã xanh nha, mã xanh. Thôi ghi xanh biển đi, ghi xanh biển cho đỡ lộn. Ghi xanh biển đi, ghi xanh biển cho mấy chị đẹp của em. Ủa tiêm còn nè mấy chị. Rồi chị nó chưa chốt, chốt được tiêm không? Từ này lại đi. 38 xanh lá còn cái. 38 xanh lá không còn cái nha mấy chị nha. 38 xanh lá không còn cái nè. Chị đổ hồng 38 xanh lá. Rồi cái này bự nè, cái này bự 50kg. Hồng 45-48kg nè. 45-48kg nha, xanh này 45-48kg nè. Xanh này 45-48kg nha mấy chị đẹp ơi. Xanh biển của Nguyên Ngọc Nguyễn. Chốt liền 48 tim nha, 48 tim. 48 tim luôn nè mấy chị đẹp, 48 tim. Cái này bự hơn nè, 48 tim nè, 48 tim lấy hàng luôn. 48 tim nha. 48 tim lấy hàng cho em luôn nè mấy chị gái ơi. 48 tim lấy hàng cho em luôn. Giờ còn 2 lóc nữa. 48 tim. 48 tim của Lan Chi. 48 tim còn 48 tim Hoàng Thị Tân. Nó vải mạnh đẹp. Không, cái này nhỏ nha mấy chị nha. 25, 30kg. Rồi cái này dưới 30kg nha, 30kg thì được nha. Ok đi mấy chị nha. Rồi đi mã 30 xanh cho em, 30 xanh. 30 xanh luôn nè, 30 xanh. Mẫu này nhỏ nha mấy chị ơi, 30 xanh này, 30 xanh lấy hàng cho em luôn, 30 xanh. 30 xanh, rồi mẫu này em còn nè. Màu xanh biển luôn. Em có cái nhỏ nha, 30 xanh mua cho bé mặc nha mấy chị nha, 30 xanh. 30 xanh. Rồi mẫu này ghi mã xanh biển cho em. 30 xanh. Xanh biển. Cọc chanh lam. Xanh biển cho em, ghi mã xanh biển. Xanh biển cho em, xanh biển hình lạ quá trời, xanh biển. Xanh biển lấy hàng luôn, xanh biển. Ghi mã xanh biển cho em, được một cái xanh biển duy nhất luôn á. Ghi mã xanh biển cho em nha, xanh biển. Rồi xám này bự nè mà. Vải đẹp xanh nữa. Biển Triệu Trần Thị. Quá là đẹp luôn mấy chị ơi. 60kg mặc được luôn. Tao nghe đi. 60kg mặc được luôn. Bự lắm. Rồi mẫu này em đâu nghe được 51 nha, ghi 51 xám cho em, 51 xám. 51 xám lấy hàng cho em luôn mấy chị đẹp ơi, 51 xám nè, 51 xám nha. 51 xám nè. 51 xám được một cái duy nhất à, 51 xám. Tốt liền nha, vải mịn cực kỳ luôn, mịn dễ thương luôn. Mịn mà thương
5516 cho em má ơi. Rồi mẫu này 52 trắng. 52 trắng, trắng full luôn 52 trắng. Mà ngay tay đàng hoàng, mà ngay tay đàng hoàng luôn. 52 trắng cho em, 52 trắng. Vải mịn cực kỳ, vải mịn cực kỳ luôn, 52 trắng nha. 52 trắng. 52 trắng luôn. Mai đẹp với chị, vải rất xịn nha. 52 trắng, nhỏ hàng về không thể nào mà không thốt lên lời luôn. Rồi mẫu này bự nè, mẫu này bự. 52 trắng cho em luôn. 52 trắng. Giờ này mạnh mạnh này mấy chị cho thử một chút cho em. Rồi 55 trắng luôn, 55 trắng. 55 trắng luôn, cái này bự này nha mấy chị nha. Cái này bự này 55 trắng, 70kg vẫn được luôn nha. Trời đất ơi. 55 trắng nè, 55 trắng. 55 trắng, 52 trắng, 55 trắng. 55 trắng nè, 55 trắng. 55 trắng. 55 trắng. Ủa chị, 55 trắng thì phần nhà bự nè. mã đen luôn, mã
Rồi đâu nha, được 40, chia 40 đỏ cho em, 40 đỏ. Cao đôi nha mấy chị nha, 40 đỏ. 40 đỏ nè, 40 đỏ. 40 đỏ. Cái lá nãy em còn mấy chị ơi. Lá nè. Mấy chị chút lá, lá em thế nè. Cái này chắc 35 38 cây, cái này 35 38. Đâu nghe là 40. Nó thấy 35 38 cây. Mấy chị chốt lá đi mấy chị, lá này sao bự nè. 40 cho Trần Lệ Mỹ. Lá này sao bự nè. Chốt lá đi mấy chị, lá quá là đẹp luôn. Riêng em hết sạch rồi. Lá này đâu nghe 50 luôn, đi 50 lá cho em đi, 50 lá nè. 50 lá lấy hàng cho em luôn mấy chị, 50 lá. 50 lá em hết. Ngọc Trâm mấy chị. Chốt cho em luôn 50 lá. Ngọc Trâm. Mẫu nữ nha mấy chị, mẫu nữ nè. 50 lá cho em, 50 lá sắp hết rồi, sắp hết rồi, trời đất ơi. 50 lá, 45 đen. 45 đen luôn, đồ 45 đen. 45 đen. 50 lá, 45 đen, 45 đen đẹp nè. 45 đen. 50 lá của Ngọc Thơ. 45 đen, có chữ là kim tuyến hết cho em nha. 45 đen nè, rồi cái cuối cùng nè. Cuối cùng nè, cuối cùng luôn. Rồi chị đi mình chút không được hả chị ơi. Rồi, chốt liền cho em luôn, mã xanh lá đem đâu ngay cho mình nha, mã xanh lá nè. Này mã gì vậy? Hả? Đen. Đen 45 đen đúng rồi. 45 đen của Ngọc Thơ luôn. Trời giờ mặn dở. Rồi, 40. Xanh lá 40, xanh lá 40 mấy chị đẹp ơi, xanh lá 40. Xanh lá 40. Đâu nghe 40. Đâu nghe 40. 40 cỡ 40, 40 cái đó lại. 40 cái đó lại nha, xanh lá 40 nha mấy chị đẹp, xanh lá 40. Xanh lá 40 nha mấy chị đẹp ơi, xanh lá 40. Nha, xanh lá 40. Xanh lá 40. Cho con trai nha mấy chị nha, xanh lá 40 cho em nè. Lê Nguyễn đi xanh lá cho không? Đi xanh lá 40 cho em, đi xanh lá 40 cho em đi, chị mấy chị đẹp sợ lộ mã đó, 40. Khoan đã, để chị Lê Nguyễn vô mới chống được. Chị Lê Nguyễn ok cho em đi, quá trời là 40 luôn. Tu quần lại đi nè. Lê Nguyễn được tu quần lại. Rồi em tu quần cho mấy chị nha. 26 nâu. Quần thiêu nè, quần thiêu. Thầy quần bé gái nè chị ơi. Chị Lê Nguyễn chị ok cho em không chị Lê Nguyễn ơi. Chị Lê Nguyễn ơi. Cái xanh lá đó là 40 á nha, chị nghe đâu nghe 40. Rồi chốt này cho em mã 26 thiêu cho em đi mấy chị. 26. Rồi Lê Nguyễn xanh lá 40. 26 thiêu, 26 thiêu đẹp cực kỳ luôn, 26 thiêu này, 26 thiêu. 26 thiêu. Ủa, chẳng bàn ơi, giờ em thấy chị luôn, mới thấy chị luôn á. Trời ơi, Tuân Hà. Tuân Hà lấy giờ 26 thiêu. 28 thơ, 28 caro cam. 28 caro cam cho em, 28 caro cam. 28 caro cam cho em, 28 caro cam nha. 28 caro cam được 2 cái nè. 28 caro cam được 2 cái nha. 28 caro cam được 2 cái nữa chị đẹp ơi. Từ từ đang cũng 26 thiêu, 28 caro cam cho em. Rồi mẫu này lạ rồi mấy chị. Lạ này nó tội hơi nhỏ thôi mấy chị. Chốt cho em đi, cho bé mặc luôn. Không xịn em không lấy tiền mấy chị luôn á. Nói thiệt luôn á. 55 ngày 26. 26 kem cho em, 26 kem. 26 kem luôn nè, 26 kem. 26 kem nha, 26 kem. 26 kem. 26 theo 28 ca hình rồi. Có mấy chiếc quần nữa. Ủa? Giờ nó qua đâu rồi nè. Hả? Chị ơi của chị. Nó về. Chốt quần cho đi mấy chị. Quần 26 thiêu nè, 26 kem, 28 caro cam luôn. Chốt cho em đi mấy chị đẹp ơi. Mấy chị hết muốn chết rau. Mấy chị sao vậy? Mấy chị muốn lên đội cho cốt mặt rồi đúng không? Rồi lên nha, về đi em. Hai lên chị. 26 xanh đen, 26 xanh đen. 26 chị 26 xanh đen, 26 xanh đen. Em tạm biệt mấy chị nha, ngày mai gặp lại mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon mới đẹp nhưng mà mấy chị nhớ có like nha. Chị lên luôn hả? Like cái nó khổ, xong em nghỉ nha. Không bỏ băng xuống không? Để em chút xíu. Dọn dẹp hồ sơ. Bộ. Bộ này nó có size L chứ có size X luôn. Có như vậy thôi. Để xíu này xíu nha, chỉnh lên nè. Xem thấy giá chị ghi chưa? Ủa? Chị đâu ghi em đâu?
đứng chờ. Ôi, dạ luôn, dạ luôn. Đứng chờ, dễ thở. Đừng có anh động, đợi xíu chị. Ba nhìn con không sợ. Lên chưa, bỏ cho 20 lên chưa? Chưa lên luôn. Này ẩn mình lận luôn, trời, mấy chị ghi em bỏ 120 giùm em mấy chị ơi. Tao bị ẩn không? Tao bỏ ra mặt của Ngọc Thơ nha. Bỏ Quỳnh Anh mà 120. Ẩn chưa ta? Mấy chị em về nha, chị Thúc em về nha. Về đi. Mai gặp em nha. Rồi bỏ em đang cầm xa 2X nè. Xa 2XL nha, đẹp lắm, xịn lắm. Nhìn cái cổ là ghiền, vải đẹp cực kỳ, màu đỏ đô. Chữ thơ luôn, 65 cho lại nha. Xa 2X 65 cho lại mặt vừa nè, bộ dài luôn. Ghi mã đỏ 2X giùm em ha. Đỏ 2X với lại xanh 2X, có hai bộ. Đỏ 2X với xanh 2X. Rồi, có ai ghi giùm em xong, thấy bình luận của ai hết trơn vậy? Hôm nay em chuẩn bị văng ra. Gì vậy? Ý là không thấy bình luận của khách. Mấy chị ghi giùm em cái bộ 120 đi mấy chị. Bình luận chị lên chưa? Không, không thấy bình luận luôn, thấy đang sao xem. Thấy đang xem mấy chị, có khi nào bị ổng bình luận không mấy chị? Để giúp qua giúp bạn. Trời ơi, quá trời luôn nè. Đây nè. Chị ghi. Rồi. Cái gì vậy? Cảm ơn chị Trúc Anh nha. Nha. Trời ơi, bây giờ muốn chết luôn. Xanh 2X của chị Trần Giáng Trân nè. Xanh 2X Trần Giáng Trân. Em còn đỏ đô 2X nha. Đỏ đô 2X luôn. Trời ơi, sao không thấy bình luận của chị luôn á. Ủa Trân về tới nhà rồi hả? Đỏ đô 2X luôn. Ôi, không thấy bình luận luôn chị. L nè, L. Chị nào xem L. Đỏ 2X của Trúc Anh. Tự nhiên cái máy không biết bị gì vậy chị. Nó chứ em lên CL em đang mặc CL luôn, CL ha, mét 60 kg vẫn được luôn, tại vì cái hàng này là áo phông rộng nha, cái quần đen là nó sẽ viền sọc y chang luôn, mặc rất là thoải mái nè. Rồi chị đang mặc CL tầm 55 kg, 53 là 1.5 m, 53 kg cho tới là 1.6 là 60 kg gọn luôn nha. Ghi mã giùm em là LKM nè. L xanh quần đen nó sẽ viền cái sọc theo cái màu của cái áo luôn. L xanh, L đỏ nè, L đỏ, L đỏ, Ngọc Thơ có L đỏ rồi nha, L đỏ, L xanh, L cam, L mình có bao nhiêu đó màu mấy chị ơi. Dạ đỏ 3X hả? Dạ chị nào mặc size L ghi L nha, không có size nhỏ, hàng này không có size nhỏ. L kèm với cái màu giùm em 3X, em không có màu đỏ chị ơi. 3X nó có mấy cái màu này nè. L xanh của chị Đỗ Hồng. Cái form đẹp lắm, cái form đẹp lắm mà nó không có size nhỏ. Áo form rộng. L xanh của cô chủ nhỏ luôn. Hết L xanh, còn cam. Còn cam với đỏ. Màu cam là dạng giống như cam cà rốt nha mấy chị. Dễ mà. L đỏ của chị Phượng Nguyễn. Rồi em còn màu cam thôi mấy chị, em còn màu cam thôi nha. 3X là 70 kg luôn á. Màu hồng. 3X là 68-70 kg luôn nè. Ghi 3X hồng giùm em. 3X hồng, vải đẹp, vải rất đẹp. 3X hồng, 3X xanh, 3X xanh với lại 3X cam. Cam gì dạng là cam cà rốt á. 3X cam màu luôn giùm em nha. 3X cam màu, vải đẹp. Nói chung là cái thương hiệu này là nó nổi tiếng, cho nên là đường kim mũi chỉ với lại mai rất là đẹp nha. 3X cam màu. Không có đỏ, chị lấy màu cam luôn á chị. Cam cam á, nó cũng gần giống đỏ. 3X hồng của chị Mami nè. Chị Mami lấy cam luôn. À, chị tổng kho sĩ dài lấy hồng, bấy hồng, kèm số giùm em mấy chị. Kèm số giùm em nha chị, tổng kho sĩ dài.
một cái đáy xanh là hợp. Chị tổng kho sĩ dài kèm số giùm em nè. Em còn đáy xanh là chị Nguyễn Thúy rồi. Chị tổng kho sĩ dài kèm số giùm em nha. Em bông xanh cho coi nè ha. Màu xanh này đẹp. Xanh rất đẹp. Xanh đẹp mà chị. Em thấy số của chị tổng kho sĩ dài xanh đó chị ơi, xanh nè. Chị nào lấy ghi mã váy xanh lại giùm em nha. Váy xanh luôn hả? Em lấy xanh cho chị Mami luôn. Đẹp chị, đừng lo lắng, đẹp. Mấy em còn rất là nhiều mẫu nha, mà tối nay em lên đẹp rồi cho nên là sáng mai em lên nha. Em lên size XL nữa. Size XL có nhiều màu hơn, nó vậy số lượng nhiều hơn nè. Dạ chị nào chốt không được có ngày mai mình vô mình lựa giùm em nha, sáng mai. Sáng mai vô lựa nha. Thấy chưa? Chị tổng kho sĩ dài ơi, chị được có bộ rồi chị ơi. Ngày mai chị vô chị chọn thêm giùm em nha. Ngày mai vô chọn thêm giùm em nha chị. Ngày mai em vẫn còn nhiều mẫu nè, có size 3X cho chị luôn á. Mai vô chọn thêm nè. Rồi size XL 1m6 63kg lại mặc vừa luôn. 1m5 60kg lên mình lấy size XL giùm em nè. XL nó có khá nhiều màu luôn mà chú ý là tất cả đều là quần đen nó viền sẽ tông với cái màu áo nha. Ghi mã giùm em là XL cam. Cam này là dạng cam cross đó mấy chị. XL tím nè. Đẹp quá trời luôn, tím đậm. XL sỏi. Màu này của mình là màu màu hồng sen, màu hồng sen mà sen tím tím đậm luôn, ghi hồng sen luôn. XL hồng với lại XL xanh. Chị nào mà XL chốt mã XL giùm em nè. XL kèm màu nha. XL kèm màu. Size L là em còn size L cam. L cam. Vải đẹp mai chắc chắn nè. Quá xịn luôn. Trúc Anh xả 2X xanh. Có chị nào lấy 2X xanh đâu, hồi nãy 2X nó chỉ có 2 bộ thôi. Lấy 1. Lấy 1 với xanh đúng không? Lấy 1 với xanh. Vậy là hết 1 ít xanh. Em còn 2 ít xanh nha mấy chị. Dài bé gái 33-35 hết rồi chị. 33-35 hết rồi. Dài bé gái em còn size nhỏ mà. Size 4. Size nhỏ nhỏ mà. Xả 2 ít đỏ hả? Vâng. Còn đây nè. Em còn cái 2X đỏ nè. Màu đỏ đô nha, màu đỏ đô. Chị nào lấy ghi 2X đỏ luôn em. Em còn XL. XL. Hạnh Lê L màu cam. Chị ơi L màu cam. Còn XL chị lấy màu kháng được không? Cái XL là em không có màu đỏ nè. Hạnh Lê lấy L màu cam kèm số giùm em đi. Còn XL là không có đỏ, chỉ có cam nè. Sỏi nè, hồng nè, hồng sen nè, tím. Chị đỏ hồng, chị lấy đỏ đô 2X được không? Đỏ đô 2X được ok luôn nha. Đỏ đô 2X à, được ok giùm em. Còn chị Hạnh Lê, chị báo lại giùm em size XL chị lấy cái màu gì nha. Với lại kèm số điện thoại luôn. 2X. Nói chung là mấy chị thích, mấy chị chốt, mấy chị không thích thì mấy được chị đừng có chốt nha, xã tới xã lui. Có mình em à. Tại em ráng like, tại mấy chị kêu á. Chứ không phải là xã tới xã lui nha, xã tới xã lui là lần sau chốt, em không có chốt đâu. Ý là lấy 63kg lại mặt vừa nha, 1m50-60kg nó lên. Rồi xả tổng kho sĩ có bộ xả ra luôn. Đỏ 2X Trần Phương Vy. Chốt đúng mã có hàng nha.
32 ít hết. Rồi vậy em nghĩ cho mấy chị, ngày mai chị nào muốn mua hàng thì cho nha, chị Hạnh lên có số mở hàng ra. Rồi em nghĩ nha, ngày mai 10 giờ shop em like nha mấy chị, ngày mai 10 giờ là shop em lên hàng luôn nha, ngày mai 10 giờ sáng là like. Mấy chị muốn like gì, like sale rồi thập cẩm đủ thứ các loại với là đồ bộ còn rất là nhiều mẫu nha. Rồi hẹn mấy chị mai 10 giờ sáng shop em lên, nhớ theo dõi trang để mà mua hàng á. Bye bye mấy chị nè. Chị Hạnh Yến Nguyễn nè.
người chia sẻ nha. Nó hiện lên thì bên em mới hợp lệ cho mấy chị chúng quà. Đầu like thì shop sẽ dành ra 3 chai nước hoa mini để tặng luôn nha. Mỗi người sẽ được 1 chai luôn. Như bạn chậm đúng không mấy chị ơi? Như bạn chậm đúng không mấy chị ơi? Nhưng mà ráng nha mấy chị ơi, chắc chậm cỡ 3 giây thôi ha. Mà mang chậm á chị mèo lười ơi. Không, bữa nay bà tương tác dữ lắm luôn mèo lười, cho nên là đừng có lo, không chừng bữa nay chút quà đó. Chia sẻ đi mèo lười ơi, chưa có chia sẻ nè. Em chào chị Nguyễn Thị Kim Phượng nè. Mấy chị ơi chia sẻ cho em nha. Hôm nay là đầu live mình sẽ chơi game với tặng nước hoa với chị ha. Nên là trên tay chia sẻ cho em nè, đủ lượt chia sẻ mình sắp đầu chơi game chị ha. Những nước hoa đầu live nè, hôm nay sẽ tặng cho ba chị luôn. Hôm nay là tặng nước hoa cho ba chị đó. Luôn nha. Hôm nay em tặng nước hoa cho ba chị nha. Nước hoa này là mùi nào cũng cực kỳ thơm cho mình hết nha. Chú ăn đi chơi. Chào chị Huy Hoàng nè. Không có trà sữa uống nữa nè. Chia sẻ đi mèo lùi ơi. Chú chia sẻ nè. Chia sẻ mạnh lên mấy chị ơi. Chia sẻ đi mèo nó tặng nước hoa mấy chị ơi. Nước hoa mùi này cũng dễ chịu nha. Mùi này cũng cực kỳ thơm cho mình luôn. Dạ sao buồn với người ta. Đúng rồi chị ơi, bên em con không được luôn. Nhanh tay chị ơi, mùi này cũng thơm hết nha. Mùi thơm cực kỳ dễ chịu cho mình luôn nè. Hôm nay là sẽ tặng cho ba chị đầu like luôn nè. Dạ đúng rồi, chia sẻ được tặng quà chị mèo lười nha. Chia sẻ 100 lượt sẽ tặng cho ba chị bất kỳ. Nhưng mà phải chia sẻ cho em cha, để cho trang đúng của mình nó hiện lên người chia sẻ mới được tặng quà nha. Nên là nhanh tay lì trang chia sẻ công khai nha. Thấy rồi, thấy người chia sẻ rồi. Thấy chị mèo lười rồi nè. Mèo lười thấy giờ chia sẻ rồi nha. Em chào chị Nguyễn Thúy nè. Tương tác cho em chị ha, tương tác thì mình nhận quà nè, trong live cũng sẽ có thể nhận quà đúng chị ha. Đầu live thì mình tặng nước hoa, đầu live chơi game cho vui chị ha. Rồi trong cái live là cũng có thể tặng quà cho mình chị ha. Nên là nhanh tay chia sẻ cho em luôn. 43 lượt của chị ha, bây giờ nhanh tay chia sẻ cho em chị ơi. 57 lượt nữa là mới bắt đầu chơi game nha. Ba chị mới mãi sẽ được nước hoa nè. Mùi nào cũng cực kỳ thơm hết luôn chị ha. Mùi nào cũng cực kỳ thơm hết luôn. Nên là nhanh tay cho em luôn. Hôm nay nó còn nhiều đồ luôn ha. 52 lượt. Rồi 48 lượt. Chị ơi nhanh tay cho em nha. Ba chị thôi nha. Chia sẻ để mình tương tác nè. Với lại trong khoảng thời gian mà mình like á, mình comment không bị ẩn chị ha. Giờ chị sẽ bị ẩn ha. Mình comment được những nước hoa và kiểu không bị ẩn nha. Không bị mất tương tác nha. Chị ơi nhanh tay cho em luôn ha. Cháu Hoàng công được, tôi lấy hàng tặng được hả ơi. Hôm nay lỡ nó may mắn sao chị Phạm Liên ơi. Bữa nay anh đem like được chị May Mắn. Chị em tặng. Chào chị Hà My nè. Rồi nhanh tay cho em nha, 55 lượt rồi nè, còn 45 lượt nha. Mỗi người một lượt cái trang là được hết chị ha. Mỗi người một lượt cái trang là mình sẽ chơi em liền chị ơi. Đã quá được tặng hả? Biết đâu bữa nay sao? Trời ơi, hên lắm bữa nay. Hôm nay là cơ hội nhiều. Hôm nay là cơ hội nhiều lắm luôn chị ơi. Tối nay cho hy vọng 70kg có luôn á. Có luôn nha chị nha. 70kg nữ hả? Nữ hay nam? Chị hai có phát nam 70kg. Nói vậy là bà nam, bà nữ á. Nhiều rồi, nhiều rồi. 65 lượt. 65 lượt nè, mỗi chị giống một lượt trang nha. Mỗi chị chia sẻ một lượt rất là dư luôn chị ha. Nhanh tay mình tặng nước hoa đầu like nè. Mùa này cũng thơm hết nha. Đi chơi, đi tiệc rồi xịt một cái là thơm. Trời ơi, than thoảng cả ngày chị ha. Cho nhanh tay chia sẻ mạnh tay cho em nè. Rồi xong mình sẽ lên đồ. Hôm nay là sale thập cẩm chị ha. Sale rất là nhiều thể loại cho mình luôn. Những đồ đẹp và giá rất bất ngờ chị ha. Sale giá bất ngờ cho mình luôn. Chị nhanh tay cho em nè. 73 lượt. 73 lượt rồi chị ơi, nhanh tay cho em ha. Rồi 85 lượt nè, 15 lượt nữa chị ơi. Chưa ăn cơm hả? Trời ơi, sao thương bà dữ vậy. Chào chị Anh Thương nè, nhanh tay chia sẻ rồi, nha. Chào chị Phước Nguyễn, trời mấy chị ơi, chia sẻ liền cho em nè. Sắp được rồi mấy chị ha. 87 lượt nè, nhanh tay cho em. Nhanh tay chia sẻ cho em nè, chị ơi, còn có mấy lượt nữa thôi, còn một lượt cho em là chơi game liền đầu like luôn nha. Hôm nay là nhiều chị sẽ có cơ hội may mắn trúng quà, rất cơ hội rất là lớn chị ha. Chào chị Lê Hoa Trần nè, chào chị Huệ Kim. Huệ Kim ơi, em chưa thấy mình hiện lên chữ người chia sẻ, mình nhớ chia sẻ chế độ công khai cho em nha. Nhớ chia sẻ chế độ công khai, nó mới nổi lên chữ người chia sẻ, chị ha, mới nhận quà được nè. Đúng rồi, Phạm Liên hy vọng là vậy nè. Rồi, rồi, 9 lượt của em nha, 9 lượt đó nè, 9 lượt đó mấy chị ha. Chào chị Phong Lan Trắng nè, thấy chị Phong Lan Trắng hiện lên người chia sẻ rồi nè. 6 lượt nữa nha, 6 lượt nữa nè. 6 lượt với em nha. Rồi đủ rồi nè, chị ơi đủ 100 lượt chia sẻ rồi nha. Em kéo đi chị coi. Kéo bằng mấy em mấy tiền.
cái nào cũng được. Rồi mới chơi ghi mã cho em là mã nước hoa nha. Ghi mã nước hoa cho em. Chơi ghi mã nước hoa cho em. Ghi mã nước hoa em chị Hai nhanh tay nè. Ghi càng nhiều càng tốt cho em nha. Ghi càng nhiều càng tốt. Kéo đúng cúp trực hai. Cúp trực hai được quà luôn đúng không? 116 lượt rồi. Trời ơi nhanh tay ghi mã ghi nước hoa cho em. Chị ơi được tặng miễn phí luôn. Ai cũng lâu quá không được tặng quà chứ hôm nay cơ hội. Không mà lâu thiệt. Hôm nay cơ hội chị ơi. Hôm nay là người được tặng cũng nhiều lắm luôn á. Nhưng mấy mà chị mà chưa được tặng thì đã được tặng rồi mấy chị ơi. Có cầm sẽ được thưởng. Trời ơi toàn là khách thân thương. Khách quen thuộc. Thấy chưa? Nãy giờ không ai thấy hết trơn. Bây giờ hôm nay anh Khải bật bờ bật luôn nè. Dạ mạng đi được chậm rồi. Nhá không thấy rồi. Chưa? Kỳ vậy chết luôn á. Kéo đi mẹ. Rồi em kéo chị Hai em kéo nè. Chị nào mà trúng tên ủa thì cứ kéo đi. Ngưng lại thì chị đọc. Bên xui Nguyễn Thúy. Em bên ra coi Nguyễn Thúy nào vậy. Bên ra coi Nguyễn Thúy nào vậy. Chị Nguyễn Thúy 164 á. Hình mặt người là Nguyễn Thúy 164. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Một người Phạm Liêm. Trời ơi thấy chưa nói rồi mà. Rồi nhắn thứ 3. Trời ơi vậy đâu chưa quá. Nhận được quà rồi. Kém mà rung nữa. Rồi người được tặng là Lê Hoa Trần. Trời ơi Lê Hoa Trần cũng chia sẻ không vậy để em coi. Lê Hoa Trần chia sẻ nè hợp lễ trơn luôn á. Rồi mấy chị ơi một xíu em tặng nữa cho. Mấy chị yên tâm xíu tặng nữa. Chị nào chưa trốn một xíu nữa có cơ hội được tặng nữa đó. Từ từ. Rồi mấy chị ơi hôm nay là tranh thủ săn đồ cho em nha. Hôm nay là săn sale cho em nè. Rất là nhiều đồ đẹp luôn. Lên đá thì chẳng tươi. Rồi em lên cho mình không có đá luôn. Lóc đồ đá Hồng Kông nha. Lóc đồ đá Hồng Kông luôn. Em lên cho mình lóc đồ đá Hồng Kông. Mấy chị Hai nhanh tay cho em nè. Chị nào chưa được tặng một xíu nữa sẽ có cơ hội được nhận quà thôi mấy chị. Đừng lo lắng gì cả. Được là tặng thì mấy chị đừng không. Xuyên suốt trong live em vẫn sẽ tặng quà cho mình chị Hai. Xuyên suốt cho nó xuống. Em chơi lớn. Trời ơi cái mặt tưng ghê chưa. Rồi lên cho mình áo đá nha. Áo đá của mình là form rớt vai cho em nè. Form phối rớt vai nha. Cái này là form cánh dơi nè. Mặc thoải mái cho em nha. 1m6 là 60-62 ký mặc ok hết cho em nha. 1m6 là 60-62 ký mặc ok hết nè. Mặc phối đá siêu xịn cho đá sáng lấp lánh rạng ngời cho em luôn nha. Xe cho mình giá 80.000 một cái nè. Em xe giá 80.000 một cái. Ghi mã 80 kèm màu cho em nè. Ghi mã 80 kèm màu. Mặc cái mẫu này lên là che được cái điểm bụng rất là tốt nha. Che được cái điểm bụng cực kỳ tốt là chốt mã cho em mã 80 kèm màu ha. 80 đỏ nè. Đỏ vàng kem xanh. Đỏ vàng 80 đỏ 80 vàng cho em luôn nè. Trời ơi Phạm Liên ơi được quà rồi chị ơi. Ghi mã cho em 80 vàng 80 đỏ nha. Màu này cũng đẹp hết trơn là chốt liền cho em nha. 60 số 2 ký mặc được hết. Vải Hồng Kông mà mát lạnh em chơi. Chốt vải mát lạnh nha chốt liền cho em luôn. 80 cho em nha. Có mẫu khác luôn ha. Hay Nguyễn lấy chị một chai nâng nách nè. Trời cái đó xài ok không chị ha. Bán cực kỳ chạy luôn á. Bên em bán cái mẫu đó là cực kỳ chạy ha. Rồi mẫu này phía sau phối nha. Mẫu này phía sau phối là rất đẹp là cái phong tay nha. Phối cái phần kiểu phòng phòng chị ha. Phong tay lên phong phòng là che được cái bắp tay to chị ha. Phía sau nè. Điểm nhớ phía sau phối dây chéo đàng hoàng chị ơi. Lên phong cực kỳ đẹp nha. Phối dây chéo đàng cho em nè. Ghi mã cho em, mẫu này ghi mã là áo cam nè. Ghi mã áo cam cho em 1m6 60kg lúc nè. 1m6 60kg ghi mã áo cam nha. Cũng 80.000 phối đá quá sáng. Chị ơi xịn cực kỳ nha. Chốt mã cho em là mã là áo cam nè. Chốt liền mẫu này chị ha. Giá này là quá đẹp cho mình rồi. Chị ơi chốt liền cho em nha. Rồi cái này phối ren. Viền phối ren chị ơi. Sang cực kỳ sang nha. Phối ren phối lá lúc nè. Mẫu này ghi mã xanh lá cho em nè. 1m6 60kg luôn. Form tay dài nha. Mẫu này là phối tay dài nè. Vải Hồng Kông. Cái này là chất liệu của mình là hàng Hồng Kông nhập của chị ha. Vải rất là mát luôn. Ghi mã là xanh lá. Ghi mã xanh lá cho em nè. Hồi nãy lúc nãy kém là đã đọc mấy chị được tặng rồi á. Chị ơi là Lê Thoa Trần, Phạm Liên với lại Nguyễn Thúy chị ha. Là mấy chị đã được tặng nè.
xong chốt áo liền cho em nha. Mẹ chậm hay sao vậy mấy chị ơi? Đây phía sau cũng phối nha, phía sau lên cái phong phối nè, đắp chéo hả chị ha, phía sau phối cái phong đắp chéo như cái màu màu cam hồi nãy mấy chị nha. Vải trời ơi, phối đá mà sáng lấp lánh chiếu cho em nha chị ơi, đá cực xịn nha. Cái này là đá dập cực kỳ xịn luôn, phong tay nè, cũng phối cái phong tay bèo chị hai, lên phong tay cực kỳ sang cho em. Mẫu này ghi mã áo đen cho em nè, lên cái phong tay cực cưng nha, ghi mã áo đen cho em luôn, chốt mã áo đen ha. 1m6 được tới 60kg cho em nè, 1m6 60kg cho em là ghi mã cho em áo đen nè. Cậu gì đâu, cậu
này nhịt kim nha. Áo len này phong đo giãn nè, 1m6 60kg cho em nè, 1m6 60kg xuống 2kg lên cái phong phối cái nơ cho em nha. Chị nào mà thắt nơ đẹp của mình là một lợi thế nè chị ha. Lên phong phối nơ cực kỳ cơ, ghi mã áo len cho em là size 55.000 nha. Áo len size 55.000, ghi mã áo len cho em là 60 62kg được hết nè. Chào chị Khánh Dương nè, trời ơi xem loa chị ha, xăng xe cho em hôm nay rất là nhiều đồ đẹp cho mình luôn. Mẫu đó ghi mã áo len cho em nha. Rồi khoác nam chị ơi, khoác nam nha. Phạm Điệp ơi, có điện thoại cho chị chưa? Nếu mà có gọi đồ mà chị ok thì là hàng đi rồi nha. Áo khoác nam chị ơi, khoác này nam, áo khoác nam size to không chị ha. 1m, cái này size 2X nè, 1m7 ha. Nam 75kg, 78kg được hết nè. 1m7, nam 75-78kg cho em nha. Xe áo khoác cho mình còn 85.000 nha. Phối 2 lớp nè, nam mặc thoải mái chị ha. Phía trong là lót một cái lớp thoáng khí cho mình luôn chị ha. Form cực kỳ đẹp luôn. Khoác size 85.000 nè, ghi mã khoác cho em nha. Hai bên túi nó có phối dây kéo luôn, hai bên túi là phối dây kéo chị ha. Mặc đường tiền đồ rất là an toàn, không có sợ bị rớt chị ha. Rồi ghi mã khoác cho em 85.000 nha. Lên cho chị Trúc Nguyễn, hãy xin hỏi Trúc Nguyễn nè. Rồi ghi mã khóa cho em nha, ghi mã là khóa cho em nè, size 2X cho nam nha. Ghi mã khóa cho em nha, 75-78kg mặc ok hết nè. Rồi áo bé trai, áo thun bé trai nha. Áo này của em là size XS nè. Áo này size XS vậy ha, chị nào có bé mặc size XS chốt liền cho em nè. Hôm nay em sale 45.000 luôn. Hôm nay em sale 45.000 nha. 15-17kg cho em nè, 15-17kg nha. Ghi mã XS cho em nè, ghi mã XS lấy áo cho em 45.000 luôn chị ha. Rồi đầm này của em form nè, cực kỳ thoải mái nha, 60kg mặc vừa cho em nè. 1m6 60, số 2kg vừa nha. Phối của mình là Chanel nha, phối ông Chanel nè. Vải cực kỳ xịn, phối viền cổ nha, kiểu rất là hiện đại chị nha. 60-62kg mặc vừa hết cho em nè. Em xem cho mình giá là còn 65.000 nha, em xem cho mình giá còn 65.000. Ghi mã đầm vàng cho em nè, ghi mã đầm vàng cho em nha. Cái này 65kg mặc vừa nè, ghi mã đầm vàng luôn. Xem 65.000 cho mình luôn ha. Thế mình chạy ra sao một bãi được. Thế mình chạy sao một bãi. Em hỏi tiếp mà, em hỏi mình còn được. Cái nó là đẹp xếp lắm luôn. Tụng thần xếp xếp lắm luôn. Rồi khoác này của chị ha, cũng khoác nam này, mà nam này của em nha. 1m7 cỡ 60-65kg thôi nha. Áo khoác nam này của em là 1m7 cỡ 60-65kg nè. Em xe khoác cho mình 75.000 nha. Ghi mã khoác 75 cho em nè. Mẫu này ghi mã khoác là khoác 75 nha. Phối viền hai bên nè, ghi mã là khoác 75 cho em chị ơi. Chốt liền cho em nha. Khoác 85 cho mèo lười nè. Quần của chị ha. Rồi cái quần này của em là form này là form size của mấy chị cỡ size S không chị ha. Hoặc là mình mua cho bé mặc cũng được nha. Form cỡ size S là mình mua cho bé mặc cũng được nè. Chất liệu rất là nhẹ luôn chị ha. Mặc lên là một kỳ thích luôn. Em sale quần cho mình giá 35.000 nha. Để cho bút không có được. Em sale cho mình giá 35.000. Áo bé 45 cho Phạm Liên nha. Mẹ lừa đổ cái phát 75.000 nè. Rồi cái này ghi mã cho em là quần 35 nha, size 35.000 nè. Ghi mã là quần, ghi mã quần 35 cho em, size 35.000 cho bé cỡ 45kg hoặc là size S nha. Chốt liền cho em luôn nè. Em lên áo giấy nha. Rồi áo giấy này là cực kỳ đẹp chị ha. Chất vải của mình nó rất là nhẹ, rất là mát luôn. Nó tên áo giấy không phải vì nó mỏng chị ha, mà là tại vì rất là nhẹ nhàng, mặc rất là thoải mái chị ha. Nên là cái gì chốt liền cho em nè. Form này của em nha, 1m6 cỡ 53-55kg nè. 1m6 cỡ 53-55kg cho em với chị ha. Phố của mình là hình cong với chị ha. Phố hình cong mặc lên cái form cực kỳ xuất sắc luôn nè. Em xe áo giấy là 60.000 cho mình luôn. Em xe áo giấy 60.000 cho mình luôn nha. Cái này ghi mã cho em, mã là áo giấy nè. Mẫu này ghi mã áo giấy cho em nha. Chốt mã áo giấy cho em lấy áo nè. 1m6 cỡ 53kg, phố hình cong nha. Trên mặt trước mặt sau là ghi mã áo giấy nha. Rồi áo này form to hơn nha, 57kg nè, 55-57kg chị ha. Form này của em là size 1X nha. Áo giấy này cái form nó hơi nhỏ xíu, áo giấy này cái form size nó hơi nhỏ nha. Rồi cái này ghi mã 1X cho em nè, ghi mã 1X nha, cũng size 60.000 nè. 1m6, 55-57kg cho em nè, ghi mã 1X luôn.
Nguyễn nè, Trúc Nguyễn ơi, mình có số rồi, khỏi kèm số lại chị nha. Trúc Nguyễn không kèm số lại cho em nha. Rồi cái này ghi mã hoa cho em nè, phối hoa phối đá nha, 1m6 55kg cho em nè, 55kg lại nha, ghi mã hoa cho em nè, cực kỳ đẹp quá trời, vải mát cực kỳ và rất là nhẹ nha, mặc cực kỳ thấp luôn. Chốt mã hoa cho em nè. Ghi mã số 1 nha, chốt mã số 1.